Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Marvel Spider-Man. Mình là Hiếu Béo. Và các bạn ơi, ở trong cái tập này thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khám phá cái thế giới mở để xem là Marvel Spider-Man nó còn để lại cho chúng ta những cái gì và chúng ta có thể làm được những gì. Và kèm theo đó là mình sẽ cố gắng mặc được những cái bộ suit mà mình và các bạn cũng đang rất là thèm muốn được mặc. Ok, thì hiện tại là mình đang mặc cho Peter Parker một cái bộ mà ngay từ đầu game rồi, bởi vì là mình không muốn dính dáng đến các cái bộ cũ mà chúng ta đã từng mặc. Mình chuyển về bộ mặc định và sau đó chúng ta sẽ kiếm được cái cảm giác mới ở những cái bộ mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với để xem cái bộ suit tiếp theo của chúng ta có tên là gì đây. Wow, đây là bộ có tên là Spider-Man 2099 Black Suit. Mặc dù nó ghi là Black Suit, nghĩa là bộ màu đen, nhưng mà mình không thấy màu đen ở đâu cả. Thậm chí đây nó là màu tím. Bởi vì mình, xin lỗi bạn nếu như mà mình nói sai màu, mình hơi có gọi là màu tím mù màu. Đây là màu xanh hoặc là màu tím hoặc là màu khoai môn. Chứ mình không thấy cái điểm đen nó ở đâu cả. Có thể chăng là điểm đen nó nằm ở trong đâu đó, ở trong cái bộ suit này, ở đằng sau bộ suit này, chứ không phải là ở bên ngoài. Thì ok, bộ 2099 Black Suit này nó đưa chúng ta một cảm giác rất là gai góc. Bởi vì các bạn có thể thấy là hai bên tay người nhện là có hai cái đinh rất là nhọn. Và sau đó kèm theo là nó nối lên cái phần phần giữa ngực người nhện hình con nhện tất nhiên rồi. Và sau đó là ở phần đít con nhện có vẻ như trông là giống cái hình đầu lâu. Và phần mặt nạ người nhện thì nó có làm thêm các cái layout ở bên ngoài, nhìn có vẻ rất là kỳ bí và rất là ma mị. Mình không biết là đây là cái bộ suit ở cái vũ trụ nào trong Marvel Spider-Man. Thì nếu như các bạn biết thì các bạn có thể comment phía dưới. Chắc mình sẽ grab bộ này đi. Thì bộ này nó yêu cầu là hai cái base token, 4 crime token và 4 cái research token. Nói chung là rất là tốn đấy các bạn. Thì mình sẽ grab để xem. À, bộ này nó có cho chúng ta một cái khả năng đó là low gravity. Thực ra mình cũng chưa biết cái khả năng này nó có thể làm gì, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ thử thôi. Grab nhá. Wow. Thì vẫn như thường lệ thì ý kiến của bạn về cái bộ suit này nó thấy như thế nào, và những cái bộ suit sắp tới chúng ta sẽ mặc như thế nào, thì các bạn hãy comment phía dưới để cho mình biết. Và ok, mình thực sự muốn biết cái cảm nhận của mọi người về cái bộ suit lần này chúng ta mặc. Thì ý kiến cá nhân mình về bộ suit này thì nhìn nó rất là ma mị vậy thôi. Wow, và trông nó có vẻ cũng rất là cơ bắp đấy. Rồi bây giờ chúng ta, wow, trời ơi, mình không nghĩ là nó lại đẹp như này. À, ở tập trước thì chúng ta có chơi vào buổi tối đúng không? Thì lần này mình sẽ cho các bạn xem một cái chức năng rất hay ở trong Marvel Spider-Man. Chỉ khi anh em mình hoàn thành xong cốt truyện thì cái chức năng này nó mới có thể làm được. Rồi, cái chức năng này chỉ khi mà chúng ta hoàn thành tất cả các cái cốt truyện của người nhện, cốt truyện chính, thì chúng ta mới có thể làm được. Như các bạn còn nhớ thì ở cái tập khám phá thế giới mở lần trước thì chúng ta đang là trời tối. Thì lần này mình muốn giới thiệu các bạn một cái chức năng cực kỳ mới đối với các bạn chưa xem. Thì cái chức năng này nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi thời tiết cũng như là cái thời gian trong ngày ở xung quanh thành phố nơi mà người nhện sống và hoạt động. Thì chúng ta có ba cái dạng thời tiết. Ban đầu nó là nắng. Sau đó ban đầu nó là ban ngày này, trời trong xanh bao la. Sau đó ở giữa nó là sunset, nghĩa là trời nắng gắt. Sau đó là trời tối. Hiện tại là chúng ta đang ở cái night, nghĩa là trời tối. Thì chúng ta sẽ chuyển qua cái ban ngày để xem nó diễn như thế nào. Thì nếu mà nhưng mà chúng ta muốn sử dụng cái chức năng thay đổi thời tiết cũng như là thời gian này, thì chúng ta phải vào bên trong cái các cái phần mà chúng ta đã từng làm nhiệm vụ của thằng Harry. Đấy, thì như các bạn đã thấy là mình đã hoàn thành xong cái phần nhiệm vụ của Harry rồi. À không, thực ra là chúng ta phải làm hết cái nhiệm vụ của Harry các bạn. Cái này mình có một tí nhầm lẫn. Đấy. Sời. Ban ngày ngay. Đấy. Anh em nào bây giờ mà kêu kiểu ôi ôi, anh hiểu suốt ngày chơi buổi tối, anh thích buổi tối, anh kiểu sống trong tối không sống trong sáng. Ok, chúng ta đã có một cái biện pháp có thể đối mặt với cái việc này. Đấy, các bạn thích trời sáng, các bạn có trời sáng, các bạn thích trời tối, các bạn thích có trời tối ngay. Đấy, các bạn thích làm việc trong sáng, các bạn thích làm việc trong tối, chúng ta đều có mặt được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ để xem là mình có thể làm được những cái nhiệm vụ gì. Thì mình nhớ là ở đợt trước là mình có gọi là mình bị fail mất một cái nhiệm vụ Snipe Hunt đúng không? Bây giờ để mình làm thử lại nhé.
Ok. Friends, you know about the Spider-Man related breakout. Và cảm ơn bạn rất là nhiều vì mặc dù game người nhện nó đã chính thức kết thúc cái phần cốt truyện rồi. Nhưng mà các bạn vẫn đã ủng hộ cái series này rất là nhiều. Vậy nên là mình nghĩ là mình vẫn sẽ giữ cái niềm đam mê dành cho anh Peter Parker nhện nhọ này cho đến khi mà DLC nó ra mắt. Còn nếu mà mình chơi 100% rồi thì chịu thôi. Đến khi nào game nó ra DLC mới chúng ta sẽ lại gặp nhau tiếp, đâu vấn đề. Nhưng mà chắc như là mình vẫn luôn hướng đến cái việc đó là mình sẽ cố gắng mặc hết được trang phục anh em ạ. Cái bộ này mặc ban ngày nó có vẻ nó hơi mất đi cái sự bí hiểm của người nhện các bạn nhỉ. Với như mình đã nói các bạn là cái bộ này nó hơi ma mị ấy. Đấy, các bạn nhìn này. Nhưng mặc ban ngày nó hơi vô duyên. Đấy, chúng tôi vừa bắt được thằng sniper đang rình rập ông Osborn. Ở trong quanh bản đồ ấy vẫn sẽ còn những thằng sniper khác. Đây là chúng ta làm lại nhiệm vụ này các bạn, bởi vì tập trước mình fail sấp mặt lờ. À, như các bạn, nếu như các bạn không biết vì sao tập trước mình fail cái nhiệm vụ này thì lý do là mình đeo mặt nạ người nhện, mình không thể nhìn thấy hết được toàn màn hình. Đấy, nếu như mà chúng ta đến gần thì đến gần đối tượng thì thằng sniper nó sẽ bắn chết ngay. Ngoài cái việc mà phải trốn tránh ra thì anh em mình còn phải làm đúng theo thời gian nữa các bạn. Nobody likes a camper. Có thêm địa chỉ rồi. No pressure. Send me what you got. Đấy, các anh cứ gửi địa chỉ đây, đậu phụ các anh. Đây bên này 300 nhanh hơn. Norman's campaign is a potential target now. That's one way to destroy Osborn, I guess. Make it so nobody wants to be around him. Cái ông Osborn này chính là ông nhiều kẻ thù phết nhờ các bạn, mang tiếng là thị trưởng mà đậu phụ. Ông nhiều kẻ thù vãi đạn à. Rồi chúng ta đang có mặt ở đây rồi. If I get too close to the target, the sniper will take the shot. Shut the fuck up. 700m với cả 400m. Nhanh 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 lên, chúng ta có 1 phút thôi, gần 2 phút thôi. That's classic spider cop right there. Gotta check out all possible vantage points for snipers. Mình nghĩ là nó ở trên này à? Không phải rồi. Đây nó chỉ có thể ở tầm tầm dưới này thôi. Xuống đây trước này. Sau đó anh em mình sẽ xuống chỗ này, xuống dần đây rồi, đây rồi, nó đây rồi. Mày săn hộ cái luôn. 500m. Nhanh nhanh nhanh, hurry up. Hầu hết những cái nhiệm vụ phụ này hình như là đều thử thời gian của anh em mình thôi. Đều kiểu thử thách về thời gian đấy. Chạy đua với thời gian. Hai trăm mét đâu thôi, cố lên. Mình có thể làm được mà, từ này sẽ không fail đâu. This is the place. Now where's the assassin? Xong. Bạn thấy không? Không đeo mặt nạ người nhện mình khác ngay. Mình không phải là người nhện như Peter Parker. Mình là người nhện theo kiểu gọi là hiu béo ấy hả? Hiu béo lại không có mặt nạ người nhện mới làm được. Chúng ta còn một chỗ cuối cùng. Bây giờ bọn cảnh sát nó đang gọi là negotiating với cái thằng cuối cùng. Nó đã có bắt được con tin rồi, bây giờ mình phải đến nhanh thôi. Nghĩa là bây giờ nó sẽ đòi giết con tin nếu như mà bọn cảnh sát nó tiến đến. Bây giờ người nhện sẽ phải làm cách nào đó nó stealth các bạn ạ. Bây giờ người nhện sẽ là người thứ ba.
gần đến rồi. Có vẻ chúng ta sẽ có một nhiệm vụ stealth nữa rồi. Hy vọng là đừng tính thời gian, không tính thời gian thì thoải mái. Đây là đây là một đống con tin luôn. Đừng có tính giờ nhá, đừng tính giờ là ngon. Không tính giờ thì thoải mái. Thằng này xếp chưa? Xếp rồi thì bam thôi. Thằng này xếp này. Xếp này, xếp. Bây giờ tao rút kinh nghiệm rồi, tao không lơ ngớ đâu. Thằng này nó cũng hỏi chấm mãi nhở. Ngu người. Bây giờ bắt đầu sang mấy chỗ thằng này nhá. Đây bên này. Ô, ở đây nó chỉ có đúng cái cột điện thôi à. Thằng này xếp không? Xếp thì chết đi. Còn thằng nào trên này không? Nghi lắm các bạn ạ. Hết rồi. Bây giờ chỉ còn 3 thằng lị. À, dưới đông này, dưới đông đấy. Bây giờ mình sẽ trèo lên cờ này. Đấy. Đều đang chơi hết, đều đang chơi hết. Thằng lị này xếp này. Bây giờ còn 3 thằng. Chúng tháo quá chống chống gì đánh nhau. Mẹ mấy thằng khựa. Bố ghét chúng mày. Cứ chờ đấy, sẽ hôm nay tao trả thù. Toàn danger hết. Bây giờ mình dụ ra chỗ khác rồi. Ra đây mày. Rồi ra ra gần 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 đây cũng được. Đấy đúng rồi. Did I startle you? Chúc anh mình chịu chung là. Chúc anh mình bị chung là. Ok, you guys are safe. Thanks again, Spider-Man. This could have turned ugly. Known about it if not for you. We make a good team. Đấy, chúng ta thực sự là một đội rất là ăn ý đấy. Anh có thể bảo đồng đội của anh thay vì bắn tôi thì làm việc hợp tác với tôi lần sau nhé. Đừng bắn tôi nhé, tội nghiệp tôi lắm. Trời ơi. Mình đã max level rồi các bạn ơi, mình level 50 mẹ ơi. Oh my god. Bây giờ Hugh Bell đạt đến cảnh giới vậy, max level luôn rồi các bạn ơi. Các bạn đã thấy được cái sự chăm chỉ của mình khi mà bước đến cái series này cho các bạn. Đậu quá ghê. Để xem mà anh em mình cộng được cái điểm nào đây. Hết mẹ rồi. Thừa 5 điểm mà không được cộng với gì hết trơn. Rồi bây giờ mình chế nốt mấy cái này đi. Thực ra mấy cái này cũng không cần đâu. Chắc là mình để dành mình để dành mấy cái, mình không cộng mấy cái này tạm để mình còn chế, các bạn mình còn chế trang phục ấy. Đấy. Cái này magic thì chắc mình cũng chả cần. Chúng ta có rất là nhiều suit luôn. Chúng ta có thể thay thế những cái suit mode, nghĩa là những cái mà mode nó thay đổi cơ chế hoạt động của chúng ta ấy. Đây là bắn đạn này, nó sẽ giảm sát thương từ đạn này. Đây cái này là tăng đam nếu như mà máu của chúng ta ở trên 100 này. Review nearby secret photo locations on the minimap. Cái này chả liên quan lắm. Air attack and release that shot by attacking enemies on the ground. Mà cộng mấy cái này lại tốn điểm cộng sút của mình ra. Thôi từ từ. Cứ từ từ anh em ạ. Bây giờ anh em mình gọi là cứ hướng đến mua sút đầu tiên đã. Xin lỗi anh em vì mình dụi mắt, bởi vì hiện tại mình cái khoảng thời gian mình quay video nó cũng còn khá là sớm. Đấy, không sao cả. Rồi chúng ta làm tiếp cái nhiệm vụ này là collect bodies.
bạn học cùng trường đại học. À, mình muốn khoe các bạn, cái này các bạn biết rồi nhưng mà thôi. Đi khi mà chúng ta đứng ở dưới đất chúng ta có thể luyện. I've expressed my concern with Sable International's heavy-handed. Let's play the quiet game. Ôi có thằng có cái gì cơ? Giờ đây. Sư cha chúng mày. Vào đây. Dính tường. Mày. Hết chưa? Còn thằng nữa đâu rồi? Bên này. Tao chơi không em? Để tao cho mày một phát. Cho mày một phát ma trận này. Lên. 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 Đùa giỡn với đại ca Master Web à? À mình muốn giới thiệu cho các bạn mối khả năng của người nhện. Mình học được cũng một thời gian ngắn thôi. Đây nhá. Bây chúng ta cùng thử này. Lên trước này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ. Ok. Xong được nhỉ? Quê nha. Quê nha. Ok. Ơ. Không giờ không được nữa nhở. Nice weather, huh? Bị quê ơi. Nó bích không được nhở. Nó có cái khả năng đâu vậy ta? Cái này đi đâu vậy? Đây. Mình làm được, mình làm cái này được mà. Sao giờ không làm được nhỉ? Ở đây. Đây. Đấy. Đấy. Ơ kìa. Cái này là nó sẽ hồi máu hay sao ấy. Mình thực sự mình chưa thử hồi máu được hay không. Đấy. Đấy. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có đà luôn các bạn. Nghĩa là bây giờ thằng người nhện nó đạt đến cảnh giới mẹ rồi. Thoải mái luôn đi anh em ạ. Để xem là bạn đại học của chúng ta là ai. Chúng ta sẽ phải làm gì đây. Chắc là lại cứu bạn đại học à. Ok. Ui giời, thằng nào vậy? Thằng tàu khựa trông trẻ trâu thế. Rồi, làm nhiệm vụ xem mà. Spider-Man, I could really use your help. Tôi thực sự có thể nhờ giúp sự giúp đỡ của anh. Bạn học của tôi đã mất tích kể từ hôm tiệc Halloween. Tên anh ta là Carlos. Tôi có thể tìm đây. Smart. What's your name? Tên anh là gì? Philip Chang. Được rồi, Philip, tôi sẽ tìm Carlos cho anh. If you get info on anyone else who's missing, let me know. Đấy, nếu như mà anh có thông tin của những người mất tích thì anh có thể bảo tôi luôn. Bây giờ mình phải tìm cái địa điểm mà cái bức ảnh này chụp ở đâu. Ôi, bắt tao tìm thế này đến bao giờ? Đúng là mấy cái nhiệm vụ người dân họ đưa ra rất là khoai các bạn. Nó ở tầm dưới cái hòn đảo. What the? Mày đùa? Tao biết ở đâu ra bây giờ?
dưới hòn đảo, nó nằm chỗ này. Philip, I'm headed to where the picture was taken. How recent is it? I sent half an hour ago. Nice heuristics. You did that facial tracker on your own? Yeah, it's my thesis project. I'm hoping it'll help me land a job. If this works, you can count on me for a reference. Cái bức hình này nó chụp cách đây khoảng tiếng. Looks like a rooftop lounge. Bây giờ phải tìm một cái chỗ nào mà nó giống giống. Nó như kiểu là một cái ở trên sân thượng đúng không? Các bạn bây giờ thấy game này bự ông nó bắt anh em mình phải leo trèo để tìm đủ kiểu luôn. Có phải chỗ này không? Hình như không phải. Ô cái gì ở trên cao kia các bạn nhỉ? Cái gì ở trên cao kia? Đây này. Ui, máy bay, bố tưởng cái gì? This is definitely not close to ESU. I need to head south. Hướng đến phía nam. Head south. Ok. Thấy sao rồi? Đợi head south nhá. Mày quá, bản đồ nó có cả các cái hướng ở đâu luôn. Thực ra bây giờ mình mới để ý các bạn. Mình mới để ý là cái minimap của chúng ta nó có thêm cả cái điều hướng xem là đến cực nào. Đây rồi. À đâu, đất phải. Trên này là bọn người. À đúng rồi. Students are acting like the ones at the Halloween party. Lee must have corrupted them. À bọn này là do ảnh hưởng của Lee. Bọn mày bị ngu à? Bọn này có ảnh hưởng từ hôm Halloween đến giờ luôn các bạn. Nào. Biến. I better end this fast. Được chưa? That's the last of them. Để mình bỏ cái này đi cho đỡ rối mắt. Ok. Nhưng mà chưa thấy cái thằng kia nhỉ? Cái thằng kia đâu? Không hiểu cái thằng đấy đâu rồi. What happened? Chuyện gì xảy ra vậy? À đây. Mọi việc đang rất là ổn, tự nhiên lại tôi lại cảm thấy rất là nhiều cảm xúc tức giận. Thôi nhưng mà không sao, mọi việc đã kết thúc rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không dùng internet một thời gian. Ok, chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ College Buddies. Để xem là nhiệm vụ. Wow, 90% rồi các bạn. Wow. TikTok. Ôi cái này liên quan đến thời gian này. Nghe là biết đến liên quan đến thời gian rồi. Mình nên phát trả vèo không nhỉ? Để xem là sau khi mà cốt truyện nó kết thúc thì chúng nó phát trả vèo thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Thử đi. Ok à. Đây rồi. À và các bạn để ý mình mặc áo xanh xanh tím tím hơi giống người nhện. Đấy, cặp bài trùng. À. Đây là gọi là điều gọi là chẳng đây gọi là nó tình cờ thôi, không phải sắp đặt nha các bạn. Mình không biết là hôm nay mình sẽ mặc cái bộ màu tím tím khoai môn khoai lang như này. Đây rồi, TikTok. TikTok on the clock. Đúng không? Đúng bài đấy không? Kesha. Lại thằng này, mẹ. Lại là cái thằng cái gì lang cái gì? Philip lang à? Philip Chang. You know, this is Ethan Albright, a biochem TA. Didn't show up for class. My software picked him up in a photo, but there's other pics from the same location and he's gone. Still our best shot. I'll try to find the place. Lại thanks. Một thằng bạn mất tích nữa. Philip's photo is my only lead again. I gotta find this location. Lại phải tìm cái chỗ này. Picture shows elevated train tracks. Like the ones up in East Harlem. East. Bây giờ mình cứ thử đi hướng East nữa. Cứ nghe thấy East là East luôn. Lại thằng bạn mất tích các bạn ạ.
nó ở đoạn này, nó lần này nó ở trên cái đường dây tàu hỏa. A delayed reaction. That's not good. There could be corrupted walking time bombs all over Manhattan. Looks like there's a bridge at the end of the tracks. Có một cái cầu. À, có một cái cầu ở đoạn phía cuối cái đường ray tàu hỏa. Hy vọng mình đang hướng đúng đường. Northeast. Đây, tầm chỗ này. What the hell? Hình như là bên này, chứ không phải là bên này. Hai bên đều có cầu. Mình nghĩ đây là chủ ý của game rồi, nó đều bắt chúng ta phải tận dụng cái mini map để đi theo hướng ấy. Đi theo hướng đông tây nam bắc các bạn. Bây giờ mình phải đi về phía bắc. Bởi vì bên kia cũng có một cầu mà. Hình như mình nghĩ là nó ở tít phía bên kia. Đấy, toàn những cái nhiệm vụ phụ này toàn liên quan đến việc đu dây trèo trống các bạn. Mệt lắm. Đây là nếu như mà các bạn thấy các bạn đã thấy được cái quá trình của mình khi mà làm nhiệm vụ phụ khám phá thế giới mở ở nhà rồi, các bạn sẽ biết là nó sẽ rất là mệt mỏi. Mặc dù những cái nhiệm vụ này rất là hay. Đấy, nó rất là hay. Nhưng có điều nó khiến chúng ta phải đu lượn nhiều thôi. Đối với các bạn, chứ hôm trước mình mơ mình được gặp Peter Parker phiên bản Tobey Maguire các bạn. Mình được chứng kiến cảnh anh ấy đang hôn Mary Jane vãi đạn. Các bạn có nhớ cái cảnh mà lần đầu hôn của hai người không? Mary Jane hôn theo tư thế ngược 69 ấy. Đấy, thì mình mơ mình đã là người ở đấy, đứng trong cái ngõ, đứng trong cái hẻm, mình nhìn ra. Vẫn thấy được cái đu dấu của Mary Jane. Chẳng sao cái chi tiết đấy lại là mình nhớ đến. I'm used to hostile New Yorkers. This is a whole new level. I think I've got Philip on my side. That guy has some impressive skills. Bây giờ hiện tại là mình đang đứng cạnh cái cầu đây. Nhưng mà có vẻ như là chúng ta không có cái tàu đường dẫn. East Harlem là nằm ở phía nào? Bây giờ nếu như mà mình cứ tiến về phía bắc thì sẽ chỉ còn cây cầu này thôi, đúng không? Bây giờ mình cứ đi thẳng phía bắc thôi mà. Hoặc mình có thể phát trá vèo. Bây giờ phát trá vèo xong mình đến gần cái chỗ cầu. Nhà bây giờ chúng ta cứ chỉ cần biết là nó ở gần những cái chỗ cầu thôi. Thì mình cứ đến những gần cái chỗ. Má lại cái đoạn này. Bên trái là Hữu Béo, bên phải là Peter Parker bạn. Philip's photo is my only lead again. I gotta find this location. The picture. Đây, nó ở tầm chỗ cầu này đúng không? Shows elevated train tracks, like the ones up in East Harlem. Biết đâu East Harlem là chỗ nào ông? Ông vừa phải thôi chứ. Whatever happened to him kicked in after the Halloween party. A delayed reaction. That's not good. Sao bọn nó lại có những cái cuộc nói chuyện này lại nhỉ? Đúng rồi. Holy moly, Hữu Béo tìm đường quá chuẩn. Có ai một cho một like để Hữu Béo. Vì cái sự giỏi giang này của Hữu Béo nào. Yeah. Đây rồi. Không thấy một thằng học sinh nào bị nhiễm bệnh. Nhưng mà có vẻ ở đây đã xảy ra một vụ tai nạn rồi, không hiểu vì sao. Bây giờ mình sẽ nói chuyện với người dân bị thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên có một đống thằng mấy thằng bị điên. Nó hút cần ra, nó chạy theo đường bên kia rồi. Lên!
I think this is pretty far north of ESU. Okay, kìa, ông ơi, cái gì vậy ông? Ông đi khung à? Ôi dồi ôi, nhìn mấy thằng điên nó đuổi người kìa. Bây giờ chúng mày. Tự nhiên nó bắt mình nhìn bản đồ làm cái gì vậy? Chúng mày bị hâm à? Nào. Mày. Hết chưa? Mày. I see elevator doors locked. No time to be polite about it. Đây rồi. Mày. Hết khùng chưa? Hết khùng chưa thằng khùng? I think that's it. Tôi đang uống cà phê latte. Tự nhiên bị ảo giác. Sau đó tôi thấy một đống người. Ai đó nhân kiểu làm gì đó không hiểu. Ok, chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ TikTok mà nó dù chả liên quan quái gì đến thời gian cả các bạn. Kỳ dị vậy. Mình tưởng là nhiệm vụ liên quan đến thời gian. The East Harlem elevated train tracks. I can follow them to this location. À, vẫn còn. No way, you showed up. Đây, tôi đây, sao đấy? Internet famous. Chúng ta cùng đến với nhiệm vụ nổi tiếng ở trên mạng. What? Sao nhân game lại chuyển mình sang một cái chỗ hoàn toàn khác vậy? Không hiểu. Bình thường như này là nó có thể chuyển cảnh hoặc là nó ở một cái chỗ khác. À, nó chuyển sang buổi tối. Thế anh có làm cái thử thách không? Cái thử thách Screwball Challenge. Sao nó cứ bắt mình xem cái bản đồ làm cái quần què gì vậy? Người ta đang làm nhiệm vụ khác mà còn check bản đồ chi nữa bọn khùng. Rồi. Bây giờ làm nhiệm vụ gì đây? À, quét mã QR. Got it. Cuối cùng thì đã có người chấp nhận cái thử thách. Chào mừng đến với stream của tôi. Bây giờ là người xem rất là đông đấy. À, this is starting to sound time consuming. Sorry, but cái này hơi tốn thời gian. Anh nói thế thật là buồn cười. Vãi. Đây là một trò đùa hay là bắt cóc thật vậy? Anh em mình có nhiệm vụ sẽ phải là đi quét những cái tường có cái mã QR. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ có được cái địa điểm cuối cùng là nơi mà nạn nhân bị bắt cóc đang nằm trong đấy. Không biết đây là trò đùa của bọn mẹ thanh niên hay là nhau. Này chắc sẽ không đơn giản đâu anh em ạ. Ok. Không được, không chuẩn. Đây, bên này mới chuẩn. Cần một góc đẹp hơn. Mày đùa bố à? Góc khúc này chưa đẹp thì còn góc nào đẹp nữa? Hay là sang bên này? Mày cần góc chụp thế nào nữa, bọn khùng? Ok. Ôi. Mày. Chúng mày thì tuổi gì?
Từ để mình xem lại cái khả năng của cái bộ suit này nó là gì ạ. À? À, chúng ta cứ đứng ở trên mãi ra. Ok 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 ok. Ra cái này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Ok. Giờ sao đây? Too bad guys, guess you'll have to go back to the cinnamon challenge. Cái này làm mình nhớ đến một cái bộ phim gì mà cái gì mà thử thách gì các bạn nhỉ? Có hai đứa trẻ yêu nhau ấy, về sau yêu nhau ấy, đều làm một cái thử thách đó, không thể từ chối được. Và có rất là nhiều người xem cái live stream đấy. Mình không hiểu vì sao. À mình cũng không biết là có đúng không. Các bạn nếu các bạn nhớ cái bộ phim đấy tên là gì, các bạn hãy comment để cho mình biết nha các bạn. Mình quên bố rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái mã QR tiếp. Ui mẹ, nó chỉ loanh quanh trong cái chỗ này thôi. Khó đấy. Lại bắt đi tìm rồi. Tức quá, cầm cầm này ném chơi. Đẹp nhở, graffiti đẹp ấy. Đây rồi. À, bố hiểu rồi nhá. Ui, nó phải đứng ở một. Không được, đứng từ góc khác. Mình nghĩ là đứng từ trên này. Thôi, vừa phải. Ơ, thôi. Rồi, ok. Ôi giời ơi, mày bị tăng động à, người nhện. Cũng đếch phải. Bây giờ mình phải chụp kiểu gì nhỉ? Rồi, thôi. Trèo lên cao nữa xem nào. Mẹ, chụp kiểu gì đây? Xuống tí nữa. Đậu. Rồi. Bọn nó mang cho mình cái gì vậy? À, nhiệm vụ gỡ bom nữa. Từ 22 giây. À, bọn này đâu phải là bọn sinh viên đâu, bọn này tội phạm mẹ rồi. Con này nghe giống giọng con Harley Quinn nhỉ. Mày nên cứu cô ấy trước khi mà bọn fan của tao nó chán nản. Đâu? Nhanh rồi. Đây chắc chắn tội phạm rồi, làm gì có bom biển. Mẹ sinh viên thường chế đéo được bom này. Vậy láo thật. Đấy, thử thách này hóa ra của bọn tội phạm ạ. Đấy các bạn rút kinh nghiệm nhá, không phải thử thách nào cũng làm nhá các bạn. Mẹ không phải thử thách nào nó cũng làm. Cameras everywhere. This is it. Can you hear me? Cô nghe tôi nói gì không? Bây giờ mình sẽ phải tìm lối vào đây. À không. Sao nghe nó giả tạo quá nhở? Bà
Vãi lìn, hóa ra con này mình cứu con này. I know, right? Ah, you should see the look on your creepy moving eye hole thingies. Oh, look. À. Tại sao nó lại có thể tuyển được mấy thằng này nhỉ? Chúng mày phải trả giá chúng gì, những gì chúng mày đã làm với tao. Chúng mày làm tốn thời gian của tao vãi đái. Đây mấy thằng lợn. Mẹ con này đừng có nhìn này các bạn. Nào ra đây. Ok. Mày. Ra đây. Mày. Bắt súng chưa? Ra đây. Cảnh sát đến rồi, may quá. Bắt con này lại. Gô khổ mẹ con điên tình này lại anh em. Đấy, các anh bắt tôi vì điều gì? Tôi có làm gì đâu. Nghĩa có câu gọi là các bạn ạ. Đừng nghe. Nghĩa có một cái câu gì mình quên rồi. À, đừng nghe các ve kể chuyện. Đừng nghe thằng nghiện trình bày. Đấy. Anh em cứ áp dụng câu đấy mà làm. Không bao giờ sai một gọi là một dặm nào cả. Để xem anh em mình đã làm hết nhiệm vụ phụ chưa. Lúc này bây giờ nghiện game nó lại chuyển sang một buổi tối các bạn. Nghĩa là bây giờ chúng ta đã biết là vì sao nó lại phải loading cái màn hình này rồi. Nó chuyển buổi tối thì đơn giản mà tại sao lại phải làm một cái lúc màn hình loading mà nó mất nhiều thời gian như này ở game. Nhiều lúc cái cơ chế game làm mình hơi khó hiểu. Đấy chúng ta lại chuyển về buổi sáng rất là bình thường luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mặc bộ khác để mình làm tiếp nhá. Rồi. Mình nghĩ bộ này thế là đủ. Cái khả năng này nó hơi nói là hơi xàm, hơi quá, nó hơi nhạt đối với mình. Chúng ta sẽ để xem chúng ta còn những cái bộ nào đây. Ui. Ui, bộ này chưa mở được, bộ này chưa mở được. Hiện tại là chúng ta đã cái bộ này chúng ta sẽ cố gắng mở sau nhé các bạn. Nếu mà ở những cái phần khám phá thế giới mở chưa mở được thì chắc chắn sang DLC thì mình sẽ cố gắng mở được. Bộ này là chúng ta mặc rồi, Iron Spider suit là mình mặc rồi này. Ui, có bộ Velocity đẹp thế. Bộ này mình nhìn quen lắm này, không biết ở trong chuyện nào này. Thì nếu như các bạn là thấy cái bộ này ở chuyện nào, các bạn comment cho mình biết nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái bộ này, Velocity. À, thực ra bộ này mình được tặng luôn các bạn ạ. Bộ này mình được tặng chứ không phải mở luôn. Để xem cái khả năng mới bộ này nó là gì. Blitz, Michael Gibros. Michael Gibros, Euro Fast Springing and Real Time Moment Transfer Knockdown. Bộ này giúp chúng ta tích tụ năng lực. Chúng ta chạy xong rồi chúng ta hích đúng không? Cũng bộ này, cái khả năng cũng hơi nhạt. Đây. Đây là bộ Velocity của anh em mình các bạn. Wow. Bị ngược sáng rồi, quay ra đây. Thực ra ở đâu cũng ngược sáng hết anh em ạ. Mẹ nhìn lúc nào cũng ngược sáng. Đây có đần này ít ngược sáng hơn. Nhìn bộ này cũng đô đô phết nhỉ. Nhìn có vẻ như người nhện nhìn nó lớn, nó già hơn đấy. Rồi mình sẽ tìm mà các nhiệm vụ phụ tiếp theo mà. À ở đây nó có cái Sable Outpost này. Đi hạ bọn Sable đi các bạn ơi. Mẹ. Thì ý kiến của các bạn về cái bộ suit này thế nào các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Trong bộ này, trong tập này mình nghĩ là chúng ta sẽ mặc hai suit. Nhưng mà cái bộ trắng trắng vừa đấy đẹp quá. Nhiều thôi anh em hãy cố tập trung vào cái bộ này đã. Bộ nào cũng đẹp, các bạn phải nhớ nhé. Bộ nào cũng đẹp. Anh em cho mình cái hashtag bộ nào cũng đẹp. Đấy, anh em đừng chê. Mình chỉ cần ý kiến của anh em xem là bộ này nó có thú vị hay không. Thú vị trong cái cách thiết kế hay là như nào. Chứ còn mình không muốn anh em chê xấu. Chê xấu đây, bởi vì đây không phải là mình làm ra game này. Đây là mình chỉ chơi thôi. Các bạn chê suốt xấu thì mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà thực sự là mình không muốn nghe các bạn chê xấu một tí nào. Mình thấy bộ nào cũng đẹp, bộ nào cũng có một cái sự táo bạo riêng trong cái ý tưởng. Rồi, chúng ta bắt đầu đến với độ khó của game nào. Yuri, I have eyes on a stable base. They've got prisoners.
Bây giờ mình sẽ giải cứu tù nhân tiếp nha. The real criminals they turn over to us. The people they hold on site haven't done anything they can make a case over. I can think of at least two amendments that violates. Okay, looks like I'm staging a jailbreak. Hai thằng ở đây là không được này. Một đống thằng ở đây này, bây giờ mình sẽ đi bắt lẻ thôi. Ôi, thằng này nó có sniper các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ phải lôi cái kia xuống. À, mình có thể hạ gục nó không nhỉ? I know, I should have called first. Mình có thể trèo lên đây không? Hình như không được. Chỗ này mình phải kéo xuống hay sao ấy. Ngu người luôn. Đấy. Hóa ra kéo xuống không bị phát hiện anh em ạ. Tùy. Có một thằng, một hai thằng lẻ đâu đó quanh đây. Bây giờ mình sẽ phải làm nhau để chia rẽ chúng nó ra đây. Divided we fall. Các bạn nghe quen ở đâu? Nghe cô ấy quen không các bạn? Cho ra hẳn đây á, cho ra hẳn đây á. People around here work. Đấy. SA 220 status report. Comms are down. We need a field tech out here. No talking during the infiltration. Đang làm nhiệm vụ không được tán gẫu. Người nhẹ nhiều câu hay phết, nhiều câu nghe buồn cười. Ok, mình sẽ lôi cái thằng lìn cu ấy xuống. Hả? Vậy là sao? Đèn chờ hết này. Lôi mẹ xuống ngã sấp mà lờ khổ ấy. Lên đây. What the fuck, sao nó phát hiện ra mình rồi? Không sao. Bây giờ mình sẽ thử cái bộ này nhá. This is fucking crazy. Vui vậy. Chúng mày nghĩ là tao thua mấy thằng trẻ danh chúng mày à? Nào vào đây. Mẹ thằng ôn này. Thằng ôn này. Chết mẹ mày chưa. Bỏ khiên ra. Ném tao. À. Chết cha mày chưa.
Bây giờ mình sẽ bắn cái này. Đấy, ok. Nó chết rồi. Sao nó không bị nhỉ? Mấy thằng này nó không bị ảnh hưởng bởi cái này nhỉ? Này. Chúng mày hỏi người nhện sao có thể làm được những cái khả năng đấy á? Chúng mày có bị ngu không? Chúng mày bị ngu hay chúng... À! Cũng đau đấy. Cũng đau đấy. I'm launching a protest myself right now. I'll let you know how it goes. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Thẳng ô này. Ây à. Mười năm rồi. Đam. Đau đấy. Ui, lần đầu mình chết. Wow. Lâu lắm rồi mình không chết. Cái quả rocket vừa rồi là cực đau luôn, chí mạng luôn các bạn ạ. Thôi nhưng mà làm sao? Không vấn đề, không vấn đề, không vấn đề. Nó hơi mất thời gian tí thôi. You're getting very sleepy. Mình phải đánh lại thôi các bạn. Nó hơi tốn thời gian. Bây giờ mình không nhờn mấy thằng này nữa. Bây giờ đánh cho xong không đùa nữa. Ok. Chúng mày không biết là tao đánh mất bao lâu đâu. Mấy thằng Sable chó này. Captain, the area is secure and the cells are all empty. Officially I can't condone that. Unofficially, thanks. Ok. Chúng ta hoàn thành xong cái outpost của bọn Sable rồi. Mình nghĩ đây là cái cuối rồi sao ấy các bạn. Các bạn không biết là mình vừa mất bao nhiêu thời gian để đánh cái bọn Sable nào. Hình như là đây là chỗ cuối cùng với Thành A, nó khó và nó lâu hơn rất là nhiều. Cảm giác đi qua một wave của nó thì trời ơi, không hiểu là mất đến bao lâu nữa. Rồi bây giờ mình xem nào. Thực ra là còn khoảng 1, 2, 3 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ. Bây giờ mình sẽ làm nốt một cái có tệ. Cái gì đây? Spider-Man. Man đây là man là số nhiều các bạn. Cái này nhìn lạ lạ hay, hay ha. Tại sao có nhiều người nhện ở đây là sao? Để mình thử đi làm cái nhiệm vụ đó xem nào. Đâu đó chỗ này này. Đây rồi. What do you want? Ông già, ông muốn gì? Ồ, không không. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cứu con tôi khỏi mấy thằng đầu gấu. Vừa mới bây giờ đấy. Những người bận như anh thì tôi đoán là
Right. Sorry. Happy to help. I'm glad your daughter's safe. Okay, I wasn't anywhere near there. I should swing by and see what's going on. Tuy nhiên ông cảm ơn mình vì đã cứu con gái ông ý. Đếch hiểu. Mà mình có phải mình vừa mới đi làm bọn Sable mà. Đấy, lý do vì sao mình nghĩ nhiệm vụ này nó đặt là Spider-Man. Man. Nên là rất là nhiều người nhện. Chẳng lẽ có một người nhện khác cứu à? Xem đứa nào vừa cứu mà mình được cảm ơn. There's the theater and the crime scene. I better find out what happened. Still alive. Vẫn còn sống. So whoever did this isn't a lethal protector. That's promising. Không hiểu đứa nào vừa mới làm. Nghe cái điều là nó vừa xảy ra thôi. Sorry I missed the action. Thanks for keeping us safe, Spider-Man. What? Tôi có làm gì đâu? You're back already? Anh đã quay trở lại rồi à? Tôi tưởng anh đang đi xem cái đám cháy chứ. Đường nào? Anh đi hướng phía nam. Cảm ơn nhá, tôi hơi chóng mặt tí. Có một ai đấy đang giả mạo mình rồi. Phải đi bắt lại cái con tắc kè được. Đi xem con tắc kè bắt trước mình là đứa nào. Đậu phụ mày. Thế giới này chỉ có một người nhện da trắng. Tao là số 2 thì không ai số 1. Mày hiểu chưa? Đây. Ai vừa cứu đây? Anh đã quay trở lại rồi. Tôi không thể cảm ơn anh đủ vì đã cứu bạn tôi khỏi cái đám cháy. Tôi tưởng là nó chết rồi chứ. Này, tôi muốn chắc chắn là mọi người an toàn. Nhưng mà cái khói thì làm tôi hơi chóng mặt. Nên là cô nhớ lần cuối tôi ở đâu không? Tôi không nhớ, tôi mãi cứu bạn tôi nghĩ anh ở chỗ kia kìa. What? Whoever foe Spider-Man is, he's helped use the fire escape. Guess he couldn't copy my web shooters. À, đây có vẻ như là không phải là một người nhện bình thường. Nó dùng cái lối này để đi xuống. Fire extinguisher, huh? Wonder where he left it. Looks like the fire was caused by an electrical short, not arson. Có vẻ như là đám cháy xảy ra vì điện nổ à? Rồi mình sẽ hỏi hai người này mà. Tôi nghĩ là mọi người đã an toàn rồi đấy. Cảm ơn nhá, người nhện. Ô, mẹ, lần đầu mẹ mình được cảm ơn vì mình đếch làm gì cả. What? Fire extinguisher, huh? Wonder where he left it. Đây, nó để lại cái bình cứu hỏa. Đếch hiểu lắm. He used a fire extinguisher. Bây giờ mình sẽ phải làm thế nào để còn ba cái nữa. 1 2 3 1 2 3 hai bên. Không phải cái này. Mình sẽ ấy lại nhá. 4 này, bây giờ chỉ còn 3 thôi. 3 cái còn lại xem nó nằm ở đâu. Đây à? Không phải. Hai cái chắc chắn là hai cái này này. Đấy, với cả một cái đây. Ok, còn 3 cái. 3 cái đây, với cả hai cái hai bên. Đây. Ok. ADP pretty standard. And easy to track. Đây là một loại phốt phát à. He got fire suppressant on him. If I key my lenses to track its chemical signature, it should lead me right to Spider-Man 2.0. Mình dùng cái mắt kính len dẫn nhiệt của mình có thể dẫn chúng ta đến người nhện 2.0. Người nhện 2.0. Hài vậy. Vậy là người nhện 2.0 ạ. Chắc mình sẽ chạy bộ một đoạn đi. Chúng ta ít khi thấy người nhện được chạy bộ. Thay vì đấy anh ấy toàn chạy. Đây.
Này, bỏ tôi ra. Cái việc nó đang xảy ra ở trên mặt trên mái nhà ấy, thề. Bây giờ chắc cái thằng người diện 2.0 nó đang đánh nhau. Ôi, xong mẹ rồi. Mấy thằng này bị nốc nhưng mà vẫn còn thở. Bây giờ mình sẽ phải điều tra cái chỗ xung quanh này, hỏi một thằng này xem nào. Tôi đã bảo rồi, tôi đầu hàng. Nhưng ta có làm gì chúng mày đâu. Túi túi gì đây? Nó bỏ lại thuốc này. Counterfeit Spidey must have gone down the other fire escape. That's gonna leave a mark. Đây, hình như nó xuống đường này. That's him. People seem to like him. Yeah, I mean me. I mean, trông mọi người có vẻ thích cái thằng người nhện giả tạo ấy, giả mạo này. Excuse me. I hear someone in need. Tôi nghe nói là có ai đó đang cần giúp đỡ. Làm gì có ai nói chuyện như thế? Yeah, right. We'll get even more from Mr. Fisk when we bring him your head. Để xem thằng này giải quyết đống này nha. Này này này, tôi không phải là người nhện thật đâu. Tất nhiên rồi. Ủa chết mẹ, bơ phải cứu cái thằng ôn này. Mẹ mày nhìn sút của tao khác người chưa? Mẹ người nhện đéo béo này. Kinh vãi mẹ. Biết tao vừa mới có một cái cuộc ẩu đả mày rất là lớn không? Cuộc ẩu đả diễn ra 10 phút. Mấy thằng danh con chúng mày giết được tao á? Yeah, but when you dress like me, you inherit my enemies. And I've got a lot of enemies. Look out! More of them! I'll take the ones with guns. You get the rest. Kinh, hai người nhện kết hợp với nhau. Mày! Dồi ôi, trông cái thằng này nó đấm muộn què rồi. Nếu anh muốn giúp đỡ mọi người thì có một cái trung tâm tên là Feast ở gần đây đấy. Ờ, thằng này có thể sẽ hợp ở đấy mà, muốn giúp người mà. Mày bắt nạn người nhện giả tạo à? À giả mạo, sao mình cứ nói là giả tạo nhỉ? Mày! Ăn cửa này con. Ăn cửa này con. Ê, sao nhiều thế? Đuôi, đấm ơi. À. Mày nằm im mày đi. Hết chưa? Còn đâu nữa? Sai lầm lớn con ạ. Trời ơi, căng thẳng quá. Làm sao mà anh làm được điều đó vậy? Đấy. Trái tim anh ở đúng chỗ đấy. Nhưng mà nếu như anh cứ làm việc này thì anh sẽ chết đấy. Đừng lo. Tôi sẽ bỏ cái bộ đồ ra. Ấy, tôi sẽ không làm người nhện nữa. Được, tốt. Anh không cần một bộ trang phục để làm ra sự khác biệt đâu. Ừ, đó là một câu tốt, câu hay ấy. Chơi chữ hả? Ok. Nói thật các bạn là đến bây giờ thì mình... đến bây giờ mình vẫn không biết chụp ảnh tự sướng như thế nào cả. Các bạn vẫn bảo mình là tự sướng nhưng mà thực sự mình không biết tự sướng như thế nào cả. Chúng ta có cách nào đấy để chúng ta tự sướng không? Thực ra mình không biết nút tự sướng là nút gì luôn các bạn ạ. Suốt từ hồi, kể từ hồi cách đây phải gần 3 tuần chơi người nhện, mình không biết tự sướng bởi vì mình kiểu nghiêm túc ấy, mình nghiêm túc mốt, mình ít khi mình chụp ảnh tự sướng nghịch nghịch ở trong ngoài, mình toàn làm nhiệm vụ các thứ thôi. Rồi, ok các bạn ơi, chắc là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập khá
khám phá thế giới và trải nghiệm free world, free roam của Marvel Spider-Man tại đây. Và các bạn nhớ là hãy cho mình các ý kiến của bạn, cái suy nghĩ của bạn về các cái bộ suit người nhện mà mình đã mặc. Ở trong lần này thì mình đã mặc hai bộ là bộ 2099 và bộ Velocity mình đang mặc đây. Thì bây giờ mới để ý là cái bộ Velocity này có cái mắt nhện nó rất là ngầu, như kiểu là đeo kính vào vậy. Ok, thì mình sẽ tạm thời bỏ qua ông JJ và để làm một cái outro. Và các bạn ơi, hiện tại là các bạn đang xem video của mình thì mình đang stream trên Nono Live. Và cái link stream đấy thì mình sẽ để ở phía dưới cái description. Và mình sẽ comment luôn để cho các bạn thấy được cái link đấy. Các bạn có thể vào xem mình live stream, mình đang chơi game. Và các bạn có thể vào nghe mình nói chuyện và anh em chúng ta tâm sự chuyện trò với nhau. Ok, thì nếu như các bạn muốn mình làm các cái tập tiếp theo trải nghiệm nốt cái thế giới mở của Marvel Spider-Man thì các bạn cũng hãy comment ở phía dưới để cho mình biết, để mình biết là mình làm cho các bạn. Và ngoài ra các bạn hãy cho mình một like và một subscribe, đi kèm sau đó bấm vào cái chuông để lần sau mình ra video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được cái thông báo và các bạn có thể vào xem ngay. Nhớ các bạn, chào, mình sẽ kết thúc cái tập này ở đây. Các bạn nhớ vào xem No Like của mình ngay bây giờ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và tạm biệt.